Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ nói về một cái cách thiết kế cho cái mạch hồi tiếp, được gọi là mạch hồi tiếp áp cho một cái bộ nguồn xung bất. Nguồn xung bất là cái nguồn xung hạ áp. Thì mình đã có nói qua về cái mạch nguồn xung hạ áp trong cái cùng video clip vào số 3. Nếu các bạn nào chưa có coi thì nên coi qua những cái bài đó trước. Đây là cái tài liệu tham khảo. Trong cái phần này mình sẽ dựa trên cái tài liệu tham khảo này đưa đến cho các bạn. Mình chuyển dịch nó lại để cho các bạn dễ hiểu hơn. Cái tài liệu này là của hãng Texas Instruments. Các bạn có thể vào trong Google để đánh vào trong cái bài này thì các bạn sẽ ra được cái tài liệu này rất là chi tiết. Thì cái bài mạch cái cách thiết kế cho cái mạch hồi tiếp này tương đối rất là phức tạp và đòi hỏi các bạn phải có những cái kiến thức căn bản qua những cái lớp học về lý thuyết điều khiển tự động. Các bạn cần phải nắm vững một số vấn đề như là những cái hàm truyền mở hoặc là hàm truyền đóng, cái gọi là hàm truyền vòng kín. Và kế đến là các bạn phải hiểu rõ cái cách vẽ được những cái sơ đồ của S++. Cái phương trình S là dựa trên cái số phức J nhân cho Omega. Và Omega sẽ là 2 nhân cho Pi, Pi là 3.14. Và nhân cho cái con điện trở là R và cái con tụ điện là RC. Như vậy các bạn sẽ tìm ra, họ gom lại để cho đơn giản quá thành ra cái phương trình Laplace S. Và những cái phần chi tiết mà mình sẽ nói vào là các bạn từ những cái phương trình Laplace đó chúng ta sẽ vẽ ra được những cái đồ thị Bode. Ở đây là những cái đồ thị Bode biên và Bode pha. Trong tiếng Anh còn gọi là body plot, magnitude and phase. Và để vẽ được những cái phương trình đó thì các bạn lại phải biết được cái sự cấu trúc của những cái điểm cực và những cái điểm không như thế nào, tạm gọi là pole, pole là điểm cực và zero, zero là cái điểm không trong cái đồ thị Bode cho cái phương trình Laplace. Và từ những cái điểm cực và những điểm không này đó, các bạn sẽ thấy nó sẽ tạo ra những cái độ dốc bên trong cái đồ thị Bode là có thể chúng ta sẽ đi lên 20 decibel cho mỗi một cái đề ca. Một cái đề ca là sao, có thể chẳng hạn như từ một cây hertz 1.000 hertz lên tới 10.000 hertz là một cái đề ca, các bạn sẽ tạo cái độ dốc là 20 decibel. Cái đó là cái điểm không, nó sẽ đưa ra cái trường hợp đó. Nếu chúng ta có cái điểm cực thì cái độ dốc lại đi ngược lại, nó tạo ra cái độ dốc âm là trừ 20 decibel cho một cái đề ca. Trong những cái loại phương trình Laplace trong cái ngành điện của mình thì mình sẽ tạm thời chia ra làm bốn loại. Cái thứ nhất các bạn sẽ thấy là cái dạng SAC, đó là cái điểm không đi ngang qua cái trục tần số cắt là RC. Thì chúng ta lại có một cái điểm cực tương ứng giống như đó lại là một chia cho SRC. Thì đây cũng là một cái dạng điểm cực. Bây giờ cái điểm thứ ba là chúng ta có một cái điểm không, nó lại xảy ra hơi khác một chút là một cộng SRC. Và một cái dạng điểm cực khác cũng tương ứng với cái dạng điểm không đó là một chia cho một cộng S trên RC. Ở trong cái phần tới mình sẽ cho các bạn thấy những cái đồ thị đó để các bạn có thể ôn lại những cái gì mà mình đã học qua trong những cái lớp mà điều khiển tự động mà các bạn sẽ có thể ứng dụng vào trong cái ngành điện rất là hữu ích. Còn một cái điểm nữa mình lưu ý các bạn, khi mà chúng ta có một cái hàm truyền là tính nghĩa là chúng ta có một cái độ khuếch đại, chúng ta so sánh giữa một cái điện áp bên ngoài so với cái điện áp nguồn của chúng ta. Thì khi mà vẽ cái đồ thị Bode, họ không có dùng cái con số bình thường giống như mình nói. Giả sử như các bạn có cái nguồn ra là 20, các bạn chia nguồn vào là 1, thì các bạn có cái độ lợi là 20. Thì họ không có dùng 20 mà họ phải chuyển sang cái dạng log. Mình sẽ chuyển sang cái dạng log. Chúng ta sẽ vẽ bằng cái phương trình bằng log. Như vậy mình lấy là 20 lần log của cái hàm truyền đó. Như vậy các bạn sẽ ra được cái dạng
đơn vị là decibel. Bây giờ ba cái danh từ mà các bạn cần phải nắm được khi mà nghiên cứu về cái mạch hàm truyền cho cái bộ xung. Cái thứ nhất mình gọi là phase margin, là cái độ dự trữ pha. Cái độ dự trữ pha rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta không có đủ cái độ dự trữ pha, cái mạch nó sẽ đi vào cái trạng thái bất ổn định và nó sẽ bị rung. Phần thứ nhì sẽ là cái gain margin. Cái gain margin thì mình gọi là độ dự trữ biên. Thì cái độ dự trữ biên này cũng rất là quan trọng và nó sẽ đo bằng decibel. Độ dự trữ pha thì mình sẽ đo bằng cái độ. Và một cái điểm nữa cũng rất của cái bốt biên của mình, nó cắt ngang qua cái trục gốc ở 0 decibel. Trong bên tiếng Anh thì mình còn tạm gọi là crossover frequency. Thì ở bên đây họ hay dùng những cái ký hiệu, là các bạn thấy trong cái bài họ viết thì họ dùng những ký hiệu như là PM cho là cái độ dự trữ pha, hoặc là gì họ dùng cái ký hiệu là GM cho cái độ dự trữ biên, hoặc là cái độ cắt, cái tần số cắt thì họ dùng là FCO. Ở dưới đây là những cái sơ đồ mà mình đã nói ở bên cái phần trên, là chúng ta sẽ chia ra làm 8 cái hình sơ đồ ở đây. Bây giờ bên tay trái của chúng ta là cái sơ đồ của cái mạch SRC này. Thì ở đây các bạn thấy bên trên á, cái hình bên trên á sẽ là cái bốt biên của nó, hoặc là cái độ lợi của nó, và bên dưới này là cái bốt pha được vẽ trong cái sơ đồ bốt. Như vậy nếu mà các bạn có cái dạng SRC đó, chắc bạn sẽ có cái độ dốc đi lên 20 decibel từ cái trục gốc của mình. Và ứng với cái đó, thì chúng ta sẽ có cái độ lệch pha là cộng 90 độ cho cái loại mạch này. Và kế đến đó, chúng ta sẽ thấy là bên tay phải của chúng ta sẽ có cái độ bốt biên và bốt pha cho một cái loại mạch là 1 trên SRC. Đây là cái dạng điểm điểm cực. Là điểm cực này chúng ta lại có cái độ dốc đi ngược lại ở bên cái hình bên tay trái này của chúng ta, là chúng ta có cái độ dốc là 20 decibel, và ứng với cái điểm đó thì cái độ lệch pha của mình sẽ ra là trừ 90 độ cho cái loại mạch này. Bây giờ trên cái hình thứ ba đó thì nó cũng tương giống giống như là cái bên tay trái của chúng ta, nó sẽ tạo ra một cái điểm không. Tuy nhiên ở cái trục gốc của nó thì nó lại đi là từ cái gốc là 0 decibel và nó đi thẳng ra tới ngay cái điểm cắt của mình, đó là 1 chia cho AC đó. Các bạn sẽ có cái độ dốc đi thẳng lên là 20 decibel. Và cái cách vẽ của cái bốt pha của nó đó thì nó sẽ ra là lúc đó là đi từ 0 degree và tới một cái tần số nào đó đó thì nó sẽ đi lên 90 độ. 90 độ là cái giống như là cái trục 90 độ của chúng ta trên kia. Thì ngay cái điểm cắt ở đây các bạn sẽ thấy nó sẽ là 45 độ. Ngay cái chỗ cái trục gốc ở đây đó, nó sẽ là 45 độ tương ứng với cái điểm cắt của chúng ta. Bây giờ ứng với cái điểm không này đó, chúng ta lại có một cái hình cũng tương tự đó là 1 trên 1 cộng SRC. Ở đây các bạn lại có cái độ lợi đi ngang ra từ cái trục gốc là 0 dB. Chúng ta lại đi trục xuống trừ 20 decibel. Và cái độ lệch pha của chúng ta đó lúc này cũng lại đi ngược lại. Và nó đi từ 0 degree, nó đi xuống 90 độ. Và ngay tại cái trục gốc này của chúng ta đó, nó sẽ cắt ở cái độ lệch pha là trừ 45 độ. Đây là những cái mà các bạn đã được học qua trong những cái lớp về điều khiển lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái phần điều khiển lý thuyết tự động. Ở đây chúng ta thấy một cái sơ đồ tổng quát là khi chúng ta có một cái nguồn vào và chúng ta đi qua một cái con phép cho một cái nguồn xung á, thì các bạn sẽ tạo ra một cái qua một cái mạch điều biến, là nó sẽ tạo ra những cái độ bấm xung, và sau đó thì nó sẽ đưa ra cho chúng ta qua một cái mạch lọc và chúng ta sẽ ra một cái điện áp bên ngoài này. Và nếu mà chúng ta không có một cái hệ thống điều khiển nào đó thì cái mạch này nó rất là dễ đi vào cái tình trạng bất ổn định. Và khi mà chúng ta thay đổi cái nguồn hay là thay đổi cái tải đó, mạch chúng ta sẽ không có thay đổi được.
Do đó nhờ cái hệ thống điều khiển ở đây, tức có nghĩa là cái mạch compensator ở đây, thì các bạn sẽ mới chỉnh được cái chu kỳ của nó thay đổi khi mà có bất cứ một cái sự biến chuyển nào trong cái mạch của mình. Do đó cái hệ thống điều khiển tự động rất là quan trọng cho những cái nguồn xung. Và dưới đây là một cái hàm truyền, đây là cái hàm truyền này á, là kết hợp giữa toàn bộ, là một cái hàm truyền kín đã được đóng lại hết. Và cái phương trình của nó sẽ là cái hàm truyền của cái độ điều biến của chúng ta nhân cho cái hàm truyền của cái mạch lọc và chia cho 1 cộng cho cái hàm truyền điều biến nhân cho cái hàm truyền của mạch lọc và nhân cho cái hàm truyền của cái mạch hồi tiếp của chúng ta. Nếu mà các bạn có học qua những cái lớp này đó thì các bạn để ý ở dưới cái phương trình mà mẫu số, nếu mà nguyên cái toàn bộ cái hàm truyền ở đây á mà nó ra là trừ 1 đó, mà các bạn sẽ thấy 1 mà trừ đi 1 là cái mạch của mình sẽ đi vào cái trạng thái, cái hệ thống của mình sẽ đi vào cái dạng gọi là vô cực, và từ lúc đó cái mạch của mình sẽ bị đi vào cái trạng thái là bất ổn định, là còn được gọi là unstable system. Ở dưới đây là cái bài giải thích cho chúng ta, giống như mình nói lúc nãy đó, là nếu mà cái system của mình nó đi vào cái trừ một đó thì nguyên cái mạch của mình nó sẽ bị dao động. Và những cái người đã khám phá ra những cái dạng mà để mà điều khiển tự động này đó là ông Nyquist, sẽ đưa ra được một cái lý thuyết là làm thế nào mà cái phase margin là cái độ dự trữ pha của mình đó trên cái điểm gốc là 180 độ rồi đó thì cái mạch của mình sẽ được ổn định. Và họ đã tiên đoán ra được đó là khoảng chừng nếu mình giữ nó trên 45 độ cho cái độ dự trữ pha của mình thì cái mạch của mình sẽ được ổn định. Trung bình thì các bạn nên làm từ 60 độ trở lên thì nó tốt hơn. Một chút nữa thì mình sẽ khi mà mình đi vào thấy những cái nguyên cái hàm đóng kín của mình á, mình sẽ giải thích cho các bạn cái cách để đọc cái độ dự trữ pha là bao nhiêu thì các bạn sẽ thấy rõ hơn là mình qua những cái lý thuyết này. Bây giờ cái bài của mình sẽ đi vào thêm chi tiết nữa, thay vì mình nói một cách cái hình của mình hơi trừu tượng ở bên trên. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có cái nguồn vào, là chúng ta qua những cái mạch bơm xung là có những cái cổng IC mà tạo ra cái chu kỳ bơm xung đó để mà nó đóng mở cái con phát đó. Và sau đó thì các bạn thấy có một cái điện áp xung ở ngay đây. Cái điện áp xung này á nó sẽ qua cái mạch LC là cái mạch lọc của chúng ta và đây là cái điện trở tải của chúng ta. Và từ đó các bạn thấy nó sẽ biến cái điện áp xung của mình ở đây ra một cái điện áp một chiều rất là đẹp. Do đây là cái cấu trúc của một cái mạch nguồn xung hạ áp. Tuy nhiên nếu cái mạch này mà không có một cái hàm hồi tiếp á thì nó sẽ không có thể nào ổn định được. Và đây cái loại hàm hồi tiếp này á, tương đối khá phức tạp. Mình gọi là cái hàm hồi tiếp bậc 3, tức là compensator type 3. Nếu các bạn đánh vào trong Google các bạn sẽ thấy cái này rất là nhiều. Ở dưới đây mình là cái sơ đồ của cái mạch được gọi là cái mạch cái bộ điều biến của mình, trong tiếng Anh gọi là modulator. Thì như các bạn thấy á, ở trên đây á các bạn có một con ốc em so sánh từ cái con ốc em mà khuếch đại của mình á, khi mà mình nạp ngược trở về đó nó sẽ được so sánh với cái con một cái tam giác xung của mình. Cái tần số của tam giác xung á, là do mình là người thiết kế mình sẽ chọn cái tần số xung đó là khoảng bao nhiêu. Và sau khi mà nó so sánh ra đó các bạn sẽ thấy ở ngoài cái điện áp xung của mình á, nó sẽ ra có cái dạng là điện áp xung ở đây và nó đi theo cái chu kỳ của cái tần số xung dựa trên cái điểm mà mình so sánh ở đây. Và khi mà có một cái chuyện gì xảy ra đó thì cái tần số xung này ở đây nó sẽ thay đổi để nó chỉnh cho cái điện áp của mình lúc nào cũng được cân bằng đúng như là mình muốn thiết kế. Và trong cái bộ điều biến này đó người ta đã tìm ra được cái độ khuếch đại của nó, là cái độ khuếch đại của nó là dựa trên công thức là V in chia cho V ram. Bây giờ các bạn sẽ nếu có cái nguồn vào là 20V
Các bạn đo một cái RAM ở đây, giả sử mình nói cho nó đơn giản đi, là từ cái điểm cuối cho tới cái điểm đỉnh của nó là 1 V. Các bạn sẽ có một cái độ lợi, cái độ khuếch đại của cái hàm truyền này á, là 20 chia cho 1 là 20. Tuy nhiên mình không có dùng 20 trong cái mạch để mình vẽ đồ thị volt, mà mình sẽ chuyển nó về cái là decibel, đơn vị là decibel. Vì trước khi đi vào sâu vào chi tiết, một cái điểm mà mình cần phải nhấn mạnh với các bạn á, và mình cũng có nói rất là nhiều trong những cái bài lúc trước, là cái dòng đi ngang qua cái con cuồng cảm của mình nó sẽ có hai dạng. Cái dạng thứ nhất là cái dạng dòng liên tục, còn được gọi là continuous conduction mode. Và cái dạng thứ hai á, là cái dạng giống như là discontinuous mode. Hoặc là thì cái ở đây mình sẽ nói về cái dạng là dòng liên tục. Dạng dòng liên tục. Cho nó đơn giản, ở trong cái dạng khác á, thì cái hàm truyền nó lại biến chuyển đi, và nó cũng tương đối khá phức tạp. Tuy nhiên nó cũng không có quan trọng lắm, vì là cái mạch của mình đã được thiết kế trong cái dạng dòng liên tục. Do đó các bạn cũng nên để ý cái vấn đề này. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào những cái lý thuyết cơ bản của cái mạch lọc. Cái mạch lọc cơ bản của chúng ta đó, nếu mà các bạn qua những cái clip lúc trước á, thì mình cũng có nói qua rồi, là các bạn có một cái mạch LC. Và khi các bạn lấy cái V out ở đây, các bạn chia cho cái V in, thì nó giống như là một cái điện trở mà chia áp vậy đó. Các bạn thấy cái tưởng tượng nó như là một cái cặp điện trở chia áp, là các bạn sẽ lấy cái tổng điện trở của RC ở đây chia cho cái điện trở L cộng với cái điện trở song song RC. Các bạn sẽ ra một cái hàm truyền, nó có một cái dạng là một cái điểm cực xảy ra ở ngay cái tần số cắt là LC. Và nó sẽ tạo cái độ dốc là 40 decibel đi xuống. Đây là cái bốt ba bốt bốt pin của nó. Và cái bốt pha ứng với cái trường hợp này đó, nó sẽ đi từ cái trục là 0 độ và đi xuống trừ 180 độ. Nếu các bạn để ý, đây là một cái hàm truyền có cái dạng hàm truyền bậc 2. Các bạn thấy giống như là cái phương trình sẽ là 1 cộng S nhân cho cái con số nào đó, cộng với lại S bình phương. Đây là một cái hàm truyền bậc 2. Nhưng mà trên thực tế thì mình đâu có cái mạch mà LC mà chuẩn như vậy. Đây là cái mạch thực tế của chúng ta, là trong cái con cuồng cảm á, nó sẽ có một cái điện trở của nó. Nó cũng rất là nhỏ, không có lớn lắm. Và đồng thời thì cái con tụ điện của mình á, nó lại cũng có một cái điện trở nhỏ bên trong đó. Và đây là cái tải của mình. Và nếu các bạn cũng dựa trên cái lý thuyết mà mình nói lúc nãy đó, các bạn cũng sẽ tìm ra được một cái hàm truyền của cái mạch này. Nhìn thì nó rắc rối, nhưng mà nếu mình để ý kỹ lại thì nó cũng là một cái dạng hàm truyền bậc 2. Tuy nhiên ở trên đây nó lại có thêm một cái dạng hơi khác một chút, là 1 cộng cho RC nhân cho S. Nếu các bạn đi ngược trở lại hình mà mình đã mô phỏng ở trên đó, thì các bạn sẽ thấy đây là một cái dạng điểm không. Cái dạng điểm không này là kết hợp bởi con điện trở nồi của cái con tụ điện này. Cái con điện trở này nó cũng rất là nhỏ, nó chỉ chừng có chấm 1, chấm 2 ôm trở lại mà thôi. Do đó cái điểm không này nó xảy ra ở cái tần số cũng rất là cao. Không có một cái gọi là ảnh hưởng nặng đến cái mạch của mình lắm. Nên là các bạn cũng không có cần quan trọng lắm cái điểm này. Và dưới đây là cái sơ đồ bốt mà họ vẽ cho cái mạch này. Bây giờ chúng ta kết hợp lại giữa cái hàm truyền của cái bộ điều biến cộng với cái hàm truyền của cái mạch lọc của mình á. Đây là cái màu đỏ, là cái mạch lọc của mình ở bên trên lúc trước. Và sau khi mà chúng ta kết hợp với cái mạch điều biến, các bạn sẽ thấy nó bị nâng lên khoảng mấy chục decibel, và nó sẽ rất là giống với cái hình bên dưới này. Chỉ có một cái là nó sẽ được đẩy lên cao. Và chính vì vậy cái điểm cắt của nó bị đẩy lên một cái tần số khá cao. Lúc trước đó, cái tần số cắt của nó thì hơi thấp một chút, bây giờ các bạn thấy là nó sẽ bị đẩy lên khá cao. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái thiết kế cho cái hàm truyền bậc 3 này.
Đây là cái sơ đồ của một cái hàm truyền bậc 3. Chúng ta sẽ có cái cặp điện trở chia áp là R1, mình gọi cái này là R. Và các bạn sẽ có hai cái con điện trở là con R3 kết hợp với con C3 ở đây. Ở bên cái phần hồi tiếp của cái con op amp này đó là nó nằm bên trong cái những cái con IC bâm xung rồi. Các bạn sẽ thấy có một cái cặp điện trở là R2 cộng với con C2. Và cuối cùng chúng ta sẽ có con điện trở C1 ở đây. Và đây chính là cái điện trở mà chúng ta sẽ đưa ra ngoài, cũng nằm bên trong cái con IC rồi. Thường thì đây chúng ta sẽ có một cái điện áp chuẩn. Cái con điện áp chuẩn này cũng có thể đã được thiết kế rồi, hay là do mình sẽ là người chọn cái điện áp chuẩn ở đây. Và sau khi họ làm cái bài toán giữa cái nguồn điện áp ra so với cái điện áp vào của chúng ta đó, thì các bạn sẽ ra được một cái phương trình ở dưới này. Cái phương trình này nhìn thì cũng rất là nhức đầu. Tuy nhiên nếu mà các bạn chia nó ra từng phần một thì nó sẽ tương đối cũng rất là đơn giản, không có gây một cái trở ngại gì chúng ta lắm đâu. Các bạn sẽ để ý ở đây cái phần đầu tiên của chúng ta đó, mình làm cái dấu khoanh tròn ở đây đó. Các bạn sẽ thấy cái điểm S ở đây chính là một cái điểm không. Chúng ta lại có một cái điểm không xảy ra ở những cái trục có những cái con RC cắt ở đây. Mình đơn giản quá nha, mình chỉ dùng chữ RC thôi. Và chúng ta lại có một cái điểm không cắt ở đây là con R3 C3 ở đây. Ở phần bên dưới này các bạn lại có một cái điểm cực xảy ra ở R2 C2. Và cuối cùng là chúng ta lại có một cái điểm cực xảy ra ở cái kết hợp giữa con R1 cộng R3 nhân cực C3. Nếu mà chúng ta chia ra từng phần một thì nó rất là đơn giản, không có cái gì mà rắc rối cả. Chúng ta đừng có nhìn nó ở một cái khối thì nó sẽ rất là phức tạp. Dưới đây là cái sơ đồ board cho cái hàm truyền bậc 3 của chúng ta. Các bạn sẽ thấy ở đây là cái hình màu xanh ở đây, đây chính là cái hàm truyền của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái độ dốc đi xuống khoảng 20 dB từ cái tần số rất là thấp. Và tới ngay cái điểm R1, C3, chúng ta sẽ cắt nó ở đây. Ở đây thì họ chỉ cho một cái thí dụ nào đó thôi, 100 Hz, cho nó đơn giản cái bài. Và nó sẽ đi ngang qua mà nó không có tăng gì hết. Đến một cái điểm nào đó, ở cái tần số 2 kHz đó, xảy ra ở cái trục cắt là R2C2 ở đây đó, thì nó lại đi ngược trở lên. Nó sẽ tạo một cái điểm độ dốc là 20 dB. Lên tới cái tần số cắt là khoảng chừng 20 kHz ở đây ấy, thì nó lại đi ngang qua. Nó đi ngang ra là nó đi thẳng ra. Và tới một cái ở tần số là khoảng 200.000 Hz thì nó lại có thêm một cái độ cắt nữa xảy ra ở R2C1. Và lúc đó nó lại đi xuống lại 20 dB luôn cho tới vô cực, cho tới cái tần số rất là cao luôn. Và ứng với cái hình màu xanh ở trên này đó, các bạn sẽ có một cái bốt pha của nó, họ sẽ vẽ cái bốt pha đó. Và cái bốt pha ở đây á, nếu mà các bạn nhìn tổng quát đó, nó sẽ tạo ra một cái phase boost. Phase boost là cái pha của mình đó, nó được đẩy lên. Nó được đẩy lên là nó sẽ khi mà mình cộng vào với lại cái pha mà của cái hàm truyền của mình ở bên trên lúc trước đó, nó sẽ giúp cho cái độ dự trữ pha của mình đó, nó sẽ được đẩy lên và nó sẽ không có đi vào cái tình trạng dao động. Đó là cái ứng dụng của cái hàm truyền bậc 3 ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một cái thí dụ thực tiễn mà của cái bài này họ sẽ đưa ra. Bây giờ trong cái phần thí dụ này đó, trước hết chúng ta phải nắm vững những cái lý thuyết cách thiết kế lúc đầu. Là cái nguồn vào của chúng ta là 20V, cái điện áp ra là 5V. Dòng của mình nó sẽ lên từ 20 mA lên tới 3 A. Do đó chúng ta sẽ thiết kế ở 3 A. Tần số xung của cái mạch này đó, rất là cao ở 300 kHz. 300.000 Hz. Và dựa trên những cái giá trị ở thông số ở đây đó, họ tìm ra được cái giá trị L và C. Cái L trên C này đó, các bạn coi qua cái clip number số 3 đó, các bạn sẽ thấy mình có hướng dẫn cái cách thiết kế cái giá trị của con L và C này. Con C này họ kết hợp bởi nhiều cái con tụ điện khác nhau.
Ở đây nếu các bạn cộng lại đó, 220 cộng cho 22 cộng với 50 của cái con tua gốm này ở đây đó, các bạn sẽ ra khoảng 247 microfarad. Trong này sẽ có những cái con điện trở nổi ở trong đó. Lúc nữa chúng ta sẽ thấy nguyên cái sơ đồ tổng quát hết. Ở đây họ dùng cái con IC là 40.200. Các bạn có thể dùng những cái loại IC khác như là cái con 494 hoặc là con 3525 hoặc là bất cứ cái loại IC nào mà các bạn thấy nó ứng dụng cho những cái loại mạch này. Bây giờ cái phần đầu tiên đó chúng ta sẽ cần phải xác định đó là cái biên độ của cái tam giác xung của mình mà mình có nói trên trước á, thì cái tam giác xung mà nó đã được điều chế bên trong đó ra khoảng 0 0.85V. Một vài điểm thì cũng các bạn cũng không cần thiết phải để ý lắm. Thường thường á thì cái bên trong của những cái con op amp mà của cái mạch khuếch đại của mình á, nó có cái biên độ rất là cao, lên tới 60 dB, lên tới 100 dB trở lên. Và cái độ cắt của nó bên trong nó là khoảng 300 Hz. Ở đây á mình sẽ có một cái điện áp chuẩn. Cái điện áp chuẩn này mình nghĩ nó đã được đặt sẵn bên trong cái con IC 40.200 này rồi. Cái điện áp chuẩn này khoảng 0.7V. Như vậy thì cái bước đầu tiên á là các bạn sẽ xác định được cái hàm truyền, cái độ lời của cái độ điều biến, cái mạch điều biến của mình, là các bạn ra là điện áp vào 20V chia cho cái điện áp của cái tam giác xung của mình, các bạn sẽ ra một cái độ lợi là 23.5. Từ đó mình chuyển sang cái đơn vị là decibel, các bạn ra khoảng 27 decibel. Bây giờ cái phần thứ nhì rất là quan trọng là các bạn cần phải xác định được cái giá trị của cái điện áp chia của mình. Nguồn ra của mình là 5V. Cái điện áp chuẩn của mình là khoảng 0.7V. Các bạn có cái phương trình số 13 ở đây là các bạn cần phải xác định được con R1. Vì trước khi mình tìm được con R1 á, mình phải biết cái con R mà nằm ở bên dưới đó, trong cái đồ hình bên trên đó là bao nhiêu. Ở trung bình thì họ chọn nó khoảng 5 kilo ohm. Các bạn có thể chọn nó lớn hơn tùy theo ý của các bạn muốn. Nhưng mà khoảng 5 cây ohm là rất là tốt cho cái mạch này. Ở đây họ dùng cái con giá trị là 5.11 kiloohm. Do đó họ sẽ tìm ra được R1 là 31.6 kiloohm. Bây giờ cái phần thứ ba là mình tìm ra được cái tần số cộng hưởng của cái mạch lọc của mình. Các bạn biết nó là 10 microhenry và cái tụ điện là 247 microfarad. Thì cái tần số cộng hưởng LC sẽ là 3.2 kHz. Bây giờ tới cái phần số 4, chúng ta sẽ xác định cái tụ điện C3. Họ sẽ chọn nó hơi đứng ở trên cái tần số xung một chút xíu. Chẳng hạn như tần số xung là 3.2 thì họ sẽ chọn nó khoảng chừng 0.9, tức là hơi chệch ở bên tay trái của cái tần số xung một chút. Họ sẽ tìm ra được cái giá trị đó bằng cái phương trình số 15. Các bạn sẽ ra được 4.75 nanofarad, thì mình chọn ra một cái số chẵn luôn là 1.8 nanofarad. Bây giờ phần số 5 mình sẽ tìm ra một cái điểm cực ở ngay tại cái tần số cắt của mình. Cái tần số cắt là mình có nói với bạn các bạn ở bên cái trang đầu những cái trang đầu tiên đó. Đây là cái tần số cắt ngang qua cái trục gốc của mình là 0 decibel. Cái tần số cắt này rất là quan trọng. Và mình là người thiết kế và mình sẽ chọn cái tần số cắt là khoảng bao nhiêu. Bây giờ mình sẽ giải thích sơ về cái tần số cắt đó. Là nếu mà chúng ta có một cái độ tần số xung là khoảng 300.000 Hz á, thì trung bình đó mình nên chọn cái tần số cắt của mình dưới khoảng 15 lần. Dưới khoảng 15 lần hay 20 lần so với cái tần số xung của mình. Ở đây trong cái bài này thì họ chọn khoảng 20 kHz là cái tần số cắt của cái bốt pin của mình. Nếu các bạn có một cái mạch mà có tần số xung khoảng 100.000 Hz trở lại đó, thì mình đề nghị các bạn cũng đừng nên làm quá cao.
Nếu mà theo mình thì khoảng chừng 5.000 Hz trở lại là tốt, coi như 20 lần nhỏ hơn. Bây giờ mình trở lại cái đề tài ở hôm nay là cái bài là R3. Mình sẽ tìm ra được con R3 dựa trên cái phương trình số 16 ở đây là 1 chia cho 2 pi nhân cho cái tần số cắt là 20 kHz. Và C3 thì mình đã tìm ra bên trên rồi. Như vậy các bạn sẽ ra được cái con R3 này là 4.42 kHz. Cái phương trình bây giờ cái bước số 6 là này tương đối hơi phức tạp, là các bạn cần phải tìm ra được cái độ lợi của cái mạch hồi tiếp này. Và cái độ lợi cái này là kết hợp bởi rất là nhiều cái thông số khác nhau. Nếu các bạn nào có học qua cái cách tính những cái phương trình này rồi đó thì các bạn có thể làm ra được cái con số này. Thì ở đây á, là cái phương trình số 17 á, sẽ cho ra các bạn độ lợi nó là 1.35 nếu mà chúng ta chuyển sang cái unit cái đơn vị là decibel là 2.6 decibel. Và từ cái đơn vị đó các bạn bỏ vào cái bước số 7 là các bạn sẽ tìm ra được cái giá trị R2. R2 sẽ bằng R1 song song với con R3 và nhân cái độ lợi mà các bạn mới tìm lúc nãy đó. Các bạn sẽ ra được cái giá trị R2 sẽ là 5,2 kiloohm. Và bây giờ mình qua tới cái phương trình số 8. Bây giờ cái phương trình số 8 này đó, các bạn sẽ ra tìm ra cái con C2 là cái phương trình số 19. Các bạn sẽ ra được khoảng 10 nanofarad. Là dựa trên cái giá trị là 1.8 nhân cho 3.14 nhân cho cái tần số cắt là tần số cắt của cái cộng hưởng á, là 3 kHz á. Ra nhân cho cái R2 các bạn sẽ ra được khoảng 10 nanofarad. Bây giờ phần cuối cùng coi như là chúng ta gần hoàn thành xong cái mạch này là cái con C1. Thì như mình nói lúc nãy, cái con C1 này cái tần số cắt nó rất là cao, người ta chọn nó khoảng chừng 10 lần so với cái tần số băng thông của mình. Nếu mà 10 lần như vậy các bạn sẽ thấy là nó khoảng tới 200 kHz. Do đó cái con C1 này thường thì nó rất là nhỏ, nó khoảng từ 100 tới 200 buff là đủ rồi. Ở đây cái giá trị nó ra là khoảng 150 buff. Như vậy coi như là chúng ta đã kết thúc được cách tính toán ra những cái thông số này. Dưới đây là cái sơ đồ chi tiết cho các bạn thấy toàn bộ tất cả những cái giá trị của cái mạch lọc của mình và cộng với cái mạch hồi tiếp và với những cái giá trị mà chúng ta đã tính ở bên trên. Cái nguồn vào của mình là 20V, cái điện áp ra của mình sẽ là 5V. Chúng ta qua một cái mạch lọc ở đây. Đây là cái điện áp tải của chúng ta là 1.67 ohm, tương ứng với lại khoảng 3 A. Và dưới đây là cái sơ đồ board của một cái hàm kính của mình, toàn bộ đã đầy đầy đủ bên trong này. Các bạn thấy cái màu xanh ở đây đó, đây chính là cái hàm truyền của cái mạch bộ điều biến cộng với cái con LC của mình mà mình đã vẽ ở bên trên lúc trước. Ở dưới đây là cái hình màu đỏ mà có chấm chấm nhỏ ở đây đó, đây chính là cái hàm hồi tiếp bậc 3 của mình. Khi hai cái hình này mà chúng ta cộng lại với nhau đó, các bạn sẽ ra một cái hình màu đỏ đậm ở đây. Đây chính là cái board pin của mình. Và nếu các bạn thấy để ý kỹ, nó sẽ đi ngang qua cái tần số cắt. Lúc trước mình tiên đoán nó khoảng 20 kHz, nhưng mà thật chất ra thì nó ra khoảng chừng 17 kHz mà thôi. Và nó tiếp tục đi xuống luôn. Và ứng với cái board pin của mình, chúng ta sẽ có một cái board pha. Cái board pha của mình ở đây. Và cái bốt pha của mình đó, các bạn thấy cái hình màu đỏ đậm ở đây á, chính là cái bốt pha của mình, là nó sẽ đi từ cái trục là 90 độ ở đây, nó sẽ đi lên trên và nó sẽ sụp xuống ở đây ngay tại cái điểm cắt mà mình nói lúc nãy là khoảng chừng 17 kHz á. Thì các bạn thấy cái điểm này, đây là cái điểm rất là quan trọng và nó sẽ là cái điểm để các bạn tìm ra được cái độ lệch pha, cái độ dự trữ pha là bao nhiêu. Và cuối cùng thì nó sẽ tiếp tục đi xuống tới cái điểm trường 180 độ. Bây giờ mình sẽ giải thích cái cách làm sao mà các bạn đo được cái độ dự trữ pha là bao nhiêu.
Lúc nãy mình có nói là cái tần số cắt là ở 17 kHz á, thì các bạn đối chiếu cái điểm đó xuống ngay tại cái điểm này, các bạn sẽ đối chiếu với cái điểm đó ở cái độ dự trữ pha đây. Nếu các bạn đo từ cái trục 180 độ ở đây đó, các bạn đo ngược trở lên đó, các bạn sẽ ra được một cái độ lệch pha là khoảng gần 60 độ. Thì cái độ lệch pha đó được gọi là cái độ dự trữ pha. Bây giờ cái điểm thứ hai đó mình sẽ nói với các bạn đó là làm thế nào mà mình đo được cái độ dự trữ biên của mình. Bây giờ nếu mà tiếp tục trên cái hình màu đỏ đậm ở đây á, chúng ta sẽ đi tới cái trục góc mà ở trường 180 độ này đó. Và các bạn lại đối chiếu ngược lại lên trên đây. Và nếu mà các bạn sẽ đo trên đây á, đối với cái trục góc của mình là 0 decibel đó, các bạn sẽ ra được bao nhiêu decibel, đó chính là cái độ dự trữ biên của mình. Ở đây thì cái hình này nó không có vẽ tiếp tục nữa. Giờ đó các bạn có thể đoán nó ra là khoảng 10, 20, khoảng 20, 25 decibel. Đó là cái độ dự trữ biên của mình. Như vậy dựa trên những cái cách tính đó, các bạn đã suy đoán ra được ba cái điểm. Thứ nhất là cái tần số cắt băng thông ngang qua cái trục gốc là ra khoảng 17 kHz. Điểm thứ hai, các bạn sẽ đo được một cái độ dự trữ pha là khoảng 60 độ. Và điểm thứ ba, các bạn sẽ đoán ra được ra là cái độ dự trữ biên ra là khoảng 25 decibel. Đó là cái độ dự trữ pha và độ dự trữ biên. Có nhiều bạn thắc mắc là tại sao mình lại lúc trước mình nói là nếu mà chúng ta lệch cái pha mà 360 độ đó thì chúng ta mới mới bị dao động, mà ở đây mình lại dùng cái trục có 180 độ mà thôi mà chúng ta lại bị dao động. Nếu các bạn để ý kỹ á, thì trong các hàm hồi tiếp á, là chúng ta hồi tiếp âm, là chúng ta đưa về cái chân trừ của cái mạch, cái con ốc em khuếch đại của mình. Khi mà chúng ta đưa về một cái hồi tiếp âm á, thì cái con khuếch đại đó nó đã tạo ra một cái độ lệch pha 180 độ. Và trong cái bài thì họ không có bỏ vào trong đó, tại vì nó sẽ làm cho cái bài nó phức tạp hơn. Do đó họ coi như là các bạn đã hiểu cái chuyện đó. Cho đó trên thực tế đó, các bạn đã lệch pha tới gần 180 độ trong cái mặt đó rồi. Bây giờ phần cuối cùng thì mình sẽ làm ra một cái mạch mô phỏng. Ở đây trong cái bài dùng cái mô phỏng mà mình hay dùng đó là cái dữ liệu Symmetrix. Ở đây chúng ta sẽ dùng tất cả những cái giá trị của những cái con mà mình đã thiết kế bên trên. Chúng ta có một cái nguồn vào đi qua một cái con phép và ra một cái mạch lọc, và chúng ta có một cái mạch hồi tiếp ở đây. Và các bạn để ý á, là cái điểm nữa mình lưu ý các bạn đó là cái con phép này nó chạy ở trên một cái điện áp ở trên cao, và cái điện áp chuẩn nó ở đây á là được nối ra bên ngoài. Do đó các bạn không có thể đưa được cái tín hiệu xung thẳng từ con IC vào, mà mình phải có một cái driver, một cái mạch lái phép có thể chạy được cái con phép đó, là vì cái điểm chuẩn của con IC nó được đưa xuống mát sẽ không phải đưa lên trên cái cực S của con phép này. Các bạn nên dùng những con phép driver, cái con 2125 là một con rất là lý tưởng để cho các bạn dùng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách thiết kế cái mô phỏng để coi cái mạch nó ra như thế nào. Dưới đây là cái phần mô phỏng, thì mình sẽ cho nó chạy ở trong hai cái miền là miền thời gian và là chạy trong cái miền tần số, để các bạn có thể đo được cả hai. Các bạn thấy ở đây mình cho nó chạy trong hai miền là miền thời gian và luôn cả trong cái miền tần số, là trong tiếng Anh còn gọi là transient analysis, và phần thứ hai sẽ là phần AC analysis hoặc là frequency domain. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cho nó chạy. Ở đây các bạn thấy là đây là cái chạy trong cái miền tần số, cái điện áp ra của các bạn thấy ở đây là khoảng chừng 5 V, có một cái độ gợn sóng khoảng chừng 40 mV trở lại.
Và đây là cái dòng đi ra của mình, các bạn thấy cái dòng đi ra của mình giá trị trung bình là 3 ampere, cái dòng này là đi ngang qua cái con cuộn cảm thì đúng hơn, và nó có một cái độ gần sóng tương đối khá cao. Đó là do cái mình thiết kế của cái con tuần cảm đó. Và dưới đây là cái chu kỳ của nó, các bạn có thể đoán cái chu kỳ sẽ là 5V chia cho 20, các bạn sẽ ra được cái chu kỳ của nó. Và cái mạch này được chạy ở cái tần số là 300.000 Hz. Bây giờ mình sẽ coi qua cái phần này là cái phần mà mình đã giải thích trong lúc trước. Thì các bạn sẽ thấy ở hình bên trên này là cái bốt pin, và cái phần bên dưới này là cái bốt pha của mình. Nếu các bạn thấy là cái bốt pin của mình sẽ có một cái độ gợn sóng ở đây là do cái tần số cộng hưởng của cái mạch lọc của mình, và nó sẽ đi ngang qua một cái tần số cắt. Các bạn sẽ thấy cái tần số cắt là ở ngay đây. Mình sẽ kéo hai cái hình này lại đây cho các bạn thấy. Là nếu các bạn để ý cái tần số cắt mình ra khoảng 15.000 Hz, so với cái bài nó tính là khoảng 17.000. Trên thực tế thì nó ra khoảng 15.700 Hz thì đúng hơn. Và ứng với cái tần số cắt lúc đó đó, thì các bạn sẽ thấy khi mà mình đối chiếu xuống cái bốt pha của mình ở đây á, các bạn sẽ thấy mình ra khoảng 55 độ. Trong bài thì họ đoán khoảng 60 độ. Như vậy là sẽ cũng tương đối rất là chính xác. Đây là cái độ dự trữ pha của mình. Vì trong những cái mạch mô phỏng này họ đã đẩy hết những cái sơ đồ của mình lên. Do đó các bạn đo thẳng luôn, không có cần phải trừ từ cái điểm trục trừ 180 độ như mình thấy trong cái hình lúc trước nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy luôn là cái độ dự trữ pha là 55 độ luôn. Và trên cái điểm mà mình giới hạn lúc nãy là 45 độ thì cái mạch của mình sẽ được rất là ổn định. Bây giờ làm thế nào mình đo được cái độ dự trữ pin của mình? Nếu bây giờ mình kéo cái hình mình xuống tới ngay cái trục mà 0 độ ngay đây đó, thì các bạn sẽ kéo cái điểm này ngang qua đây. Thì các bạn đo từ cái trục gốc là 0 decibel đo xuống đây á, các bạn thấy mình ra là 21. Con số đây là 21 decibel. Đây là cái độ dự trữ pin của mình. Đó là cái cách mà các bạn sẽ đo được khi mà chạy bộ phận. Đến đây là chấm dứt cho cái bài giải thích về cái cách thiết kế một cái mạch hồi tiếp áp cho nguồn xung bất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong